Pin, qua té có sao không? Hả? Qua té có đầu không? Có chứ. Anh Pin, em mua bộ đồ để cho toilet kìa. Anh Pin ra đi cho lên tắm đằng hai đứa mình đi ăn sinh nhật. Không. Sao anh không đồng rồi sao anh không chịu? Không thích. Điều lấy tay nhưng mà điều. Anh Pin, hôm qua anh té có sao không? Bể đầu. Bể đầu hả? Trời ơi, em đau lòng quá anh ơi. Anh Vin ơi, nghe anh té anh bị bể đầu em đau lòng quá anh Vin. Em có sắm bộ đồ để cho toilet anh lên, anh lên tắm hai đứa mình đi sinh nhật nha. Không. Thế vậy anh? Anh chờ, em chờ hoài luôn á, chừng nào anh đi em mới đi. Em ngồi đây em chờ anh đi sinh nhật hoài luôn em mới đi. Ngồi luôn rồi. Thôi chút chuyện cho con tiền chú Thảo đi còn đi luôn. Con bay nó quay cũng kịp hoài vậy. Trời ơi, em quên rồi. Có nói chuyện cho con quay. Con không biết cái gì. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó lặn luôn. Pin ơi! Pin! Pin ơi! Em ngồi đây em chờ anh hoài luôn đó anh Pin ơi. Em chờ anh hoài luôn đó anh Pin ơi. Cái này cho con sửa điện thoại đi còn đây. Rồi. 800 ngàn á, có tiền không? Không, tao có tiền, mai tao làm đĩ tao đưa cho. 800 ngàn nữa nha. Nghĩa mày ra, tao quay chúng mày. Tao quay cái clip lên mạng nè, ai tin làm đĩ đó. Đêm nay tao 800, tao mai cho đưa cho trả tiền điện thoại. Ok phải không? Tao sửa điện thoại.